Liz, you crazy, dog. Man, that dude loaded so bad. I'm gonna... Ôi giời ơi! Chết cha bây giờ. Tuyệt quá, tuyệt quá, thế mới là hảo hán chứ. Ít có mẹ mày độ, tao gặp được mày tao chém chết. Ui sợ quá, phải ban nó thôi. Sợ quá. Đéo tin. Mày lừa bố mày. Tham lam. Ngu dốt. Nhiều thằng nhìn thấy rồi. Cái nịt. Còn đúng cái nịt thôi. Xách ba lô lên. Xách ba lô vào đi. Thôi, mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Anh thì cái gì cũng giỏi. Nhưng giỏi nhất là bốc phét đấy, danh hài thứ ạ. À. Cực kỳ thuyết phục. Chỉ ra mày chọn cái chết. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Toàn rồi. Toàn thật rồi bố em mà. Hút tiếp đi. Còn mấy cái ống nước chưa sửa đấy. Chào cậu. Cái đít mẹ cuộc đời. Đít có mẹ cuộc đời. Anh Hải làm ba. Ui giời ơi. Xe máy lồ đít mẹ. Mấy thằng ăn con này đít mẹ mày tuổi lồ. Đúng là con sắc ta. Sao mày ngu thế hả? Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đây. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Rồi thật. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay của anh. Mày không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhé.